bọn em đứng cạnh nhau nó lại càng đen và nó càng cứng và nó như một cái tảng đá và nó kéo hai bọn chị rơi xuống. Dân số đông nhưng mà thử thách thì rất khó. Vậy thì hãy chứng tỏ sự khéo léo của mình đi. Mấu chốt vẫn phải là một cái sự trẻ trung, một cái tinh thần. Thì cả chị và Khuê đều thấy rằng là trong bọn em cái đối tượng mà toát ra cái sự trẻ trung nó rất là hiếm. Nhưng mà không phải là không có. Rồi Hương Giang lên Khuê, chúng mình có nhau. Rồi nói đi Khuê.